From the South King. It's butterfly, but you don't lie, you wanna fly. So don't mean I'm in your right. Bye, bye, bye. Thế giới này là của anh có quyền đi với em. Bật sáng tất cả đèn xanh, anh chạy thật nhanh với em. Kéo bên da và chai champagne, em cầm trên tay. Hết đêm nay uống không say, đến ngày mai tiếp vài chai. Em thích gì? Anh cho đó em thích Bentley. Anh vẫn cho em thích villa. Anh vẫn lo cho đến LV anh cũng có. Chỉ cần em chơi với anh là cả thế giới này thuộc về em. Chỉ cần em đi với anh là những vấn đề của em anh dẹp. Nhưng em ơi, đó là nếu, đó là mơ em vẫn rất kêu. Thằng Cường nó đi với em trong Ferrari, còn anh thì kéo. Anh lớn lên từ đường phố, chỗ xe hơi không có đường vô. Chỗ công nhân ăn mì bằng xô mỗi khi mưa xuống hứng nước bằng tô. Chỗ em gọi là căn hộ, còn chỗ anh họ gọi là ổ. Thế giới anh xài tiền gì, còn thế giới em xài tiền đô. Em đổ xăng thì được đầy bình, anh đổ 5 ngày nó không cho đổ. Đi ngoài đường anh gặp được em, anh xin số thì em say no. Ủa chị không nghe bài này hả? Không, anh chị phải biết bài này chứ anh chị. Chết tiệt. Nghe rap hỏi chết tiệt nhưng mà bài này nổi mà. Em muốn gặp Trần Quán Thi, anh sẽ kêu người hẹn giờ trước. Em muốn du lịch sang Mỹ, anh sẽ kêu phi cơ đến Đức. Hay những gì em muốn, chỉ cần em nói thích là được. Và tất nhiên chuyện đó sẽ xảy ra nếu như anh là thằng ăn cướp. Đơn giản anh không thừa tiền, anh không giàu có. Giống như đại gia không thể quen 6-7 người cùng lúc và xem họ như món hàng đại trà. Vì anh không nhiều của cải, anh không có nhiều gia tài. Anh không đủ sức cho em tiền xài như thằng công tử phố núi Gia La. Những thứ anh làm cho em, tất cả đều xuất xứ bằng tay. Bên cạnh là chiếc xe máy tồi tàn chở em đi học hàng ngày. Còn thứ nó mua tặng em nguồn gốc xuất phát đều từ tiền giấy ăn mặc sang trọng, có tiền có quyền và để người mở ngồi trong Bentley. Anh muốn em là của anh nhưng cuộc sống lại không cho phép. Khi nhìn đối diện thực tế, kinh phí anh vẫn còn quá eo hẹp. Anh muốn được mặc đồ vest và ngồi ôm em trong biết phải gì, nhưng làm sao có anh toàn bị đuổi vì